Người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh đến Tehran hôm thứ tư ngày 22 tháng 5 để dự tang lễ của tổng thống Iran Ebrahim Raisi, vài ngày sau khi tòa hình sự quốc tế ICC tuyên bố họ đang xin lệnh bắt giữ ông vi phạm tội ác chiến tranh. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Haniyeh kể từ thông báo của ICC hôm thứ hai ngày 20 tháng 5 phát biểu tại tang lễ của tổng thống Iran Ebrahim Raisi, 63 tuổi, người vừa thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng hôm chủ nhật ngày 19 tháng 5, ông Hanney nói: "Tôi đến nhân danh người dân Palestine, nhân danh các phe phái kháng chiến ở Gaza để bày tỏ lời chia buồn của chúng tôi." Ông nhớ lại cuộc gặp với ông Raisi trong tháng Ramadan và liên tục kêu gọi sự ủng hộ chính nghĩa cho người Palestine, đồng thời nhấn mạnh rằng thế giới hồi giáo phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Sau lễ tang, lễ chôn cất ông Daisy sẽ diễn ra ở Mashhad vào thứ năm. Hàng nghìn người ủng hộ cố tổng thống Daisy đã có mặt ở thủ đô Tehran hôm thứ tư để tham dự lễ tang của ông. Các nhóm chiến binh liên kết với Iran, bao gồm Hamas, đang chiến đấu chống lại Israel trên ba mặt trận riêng biệt: Hamas ở Gaza, Hezbollah ở biên giới phía nam Libanon với Israel và Houthis ở biển đỏ, nơi phiến quân Yemen gần đây tấn công các tàu thương mại và quân sự mà họ tuyên bố có liên quan đến Israel. Tất cả nhóm này đều bày tỏ lòng kính trọng đối với ông Raisi, trong đó Hamas ca ngợi ông là người ủng hộ không mệt mỏi cho cuộc kháng chiến của người Palestine. Sự xuất hiện của ông Haniyeh diễn ra trong bối cảnh ICC tuyên bố họ đang xin lệnh bắt giữ ông và một số lãnh đạo Hamas khác như Yahya Sinwar và Mohammed Diab Ibrahim al-Masih vi phạm tội ác chiến tranh. ICC cũng đưa ra yêu cầu bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu với lập luận rằng chính phủ Israel đã sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh ở Gaza và đang trừng phạt chung người Palestine vì cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái vào miền nam Israel. Ông Hanije đã tới Iran nhiều lần kể từ tháng 10 năm ngoái khi cuộc chiến với Israel nổ ra. Thủ lĩnh Hamas đã gặp và thảo luận với cố Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirat Dolahian, người cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm Chủ nhật. Trong cuộc gặp với ông Hanije hồi tháng 3, các nhà lãnh đạo Iran đã tái khẳng định cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhóm chiến binh Palestine. Tại cuộc họp báo ngày 20 tháng 5, ông Mohammad Nami, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp Iran cho hay, sau khi trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và một số quan chức bị rơi hôm 19 tháng 5, giáo sĩ Mohammad Ali al người có mặt trên chuyến bay, vẫn sống sót thêm khoảng một giờ. Ông cho biết, giáo sĩ Hasem đã tìm cách liên lạc bằng điện thoại với văn phòng tổng thống trước khi qua đời. Ông Nami nói, ông ấy còn sống được khoảng một tiếng sau khi trực thăng rơi. Ông ấy thậm chí còn gọi điện báo tin cho tránh văn phòng tổng thống Groham Hossein Ismail. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mahdi Safari cũng xác nhận, giáo sĩ Mohammad Ali al Hasem thậm chí đã hai lần liên lạc qua điện thoại sau khi trực thăng gặp nạn. Giáo sĩ này thông báo trực thăng gặp sự cố, ông cảm thấy đau lòng và cũng nghe thấy tiếng xe cứu thương. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được hiện trường, toàn bộ 9 người trên trực thăng, bao gồm cả giáo sĩ Al-Hasem, đều đã thiệt mạng. Theo ông Nami, toàn bộ thi thể nạn nhân vẫn có thể nhận dạng được mà không cần xét nghiệm ADN. Trực thăng gặp nạn là một trong ba trực thăng chở các quan chức Iran trở về sau khi dự lễ khánh thành một con đập nằm ở biên giới giữa Iran và Azerbaijan hôm 19 tháng 5. Trong khi hai chiếc còn lại trở về an toàn, trực thăng chở Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian và một số quan chức khác mất liên lạc. Sự việc xảy ra khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương, tại một vùng núi xa xôi, cách nơi diễn ra sự kiện khánh thành đập khoảng 58 km về phía nam. Tuy nhiên, phải đến sau 16 giờ cùng ngày, truyền hình Iran mới đưa tin trực thăng chờ Tổng thống phải hạ cánh khẩn cấp khi bay đến Tapir do mưa và sương mù. Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi sau đó xác nhận, trực thăng chở phái đoàn của Tổng thống Raisi gặp sự cố và lực lượng cứu hộ đang được điều động đến hiện trường nhưng mưa và sương mù cản trở hoạt động cứu trợ. Theo truyền thông địa phương, sau khi trực thăng chở Tổng thống Raisi mất liên lạc, hai trực thăng còn lại trong đoàn đã cố tìm kiếm khoảng 15 đến 20 phút, nhưng về sau cũng buộc phải hạ cánh khẩn cấp do thời tiết xấu. Phó Tổng thống Mohsen Mansouri nói rằng, hai người trên trực thăng sâu số đã tìm cách liên hệ với mặt đất, trong đó có giáo sĩ và một thành viên tổ bay. Ông nói, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc không cao lắm vì hai người bên trong trực thăng đã liên lạc được với đội của chúng tôi nhiều lần. Tuy vậy, hy vọng tìm thấy người sống sót tắt dần khi cuộc tìm kiếm bước sang ngày 20 tháng 5. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 20 tháng 5, đội cứu hộ phát hiện xác trực thăng từ khoảng cách 2 km và phải mất 1 giờ sau, đội cứu hộ mới có thể tiếp cận. Khi tới hiện trường nằm ở độ cao khoảng 2.200 m, lực lượng cứu hộ không phát hiện bất cứ dấu hiệu của sự sống nào. Chính phủ Iran quyết định tổ chức cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 vào ngày 28 tháng 6. Ngày bầu cử tổng thống Iran được xác định trong cuộc họp có sự tham dự của Phó tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber, Tranh án tư pháp Holam Hossein Mohseni EA, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalipard và Phó chủ tịch phụ trách vấn đề pháp lý Mohammad Dehghan cùng các đại diện của Iran. Trong cuộc họp, những người tham gia cũng thống nhất quy trình bầu cử, bao gồm thành lập phái đoàn điều hành, đăng ký ứng cử viên và khởi động chiến dịch bầu cử. Theo lịch trình, giai đoạn đăng ký sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Sau đó, ứng cử viên tiến hành chiến dịch tranh cử từ ngày 12 đến ngày 27 tháng 6. Hội đồng giám hộ của Iran, một cơ quan siêu nghị viện bao gồm các thành viên của giới tăng lữ, chịu trách nhiệm thẩm định tư cách của các ứng cử viên tranh cử vào các vị trí điều hành trong chính phủ nước này, bao gồm cả chức vụ Tổng thống Iran. Trước đó, Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdelharian cùng một số quan chức Iran đã tử nạn trong vụ rơi trực thăng ở tỉnh Đông Azerbaijan sau chuyến thăm và làm việc tại biên giới giữa Iran với Azerbaijan. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Hossein Khamenei lệnh tổ chức quốc tăng 5 ngày. Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhabir sẽ giữ vị trí Tổng thống tạm quyền của Iran trong thời hạn 50 ngày trước khi nước này tổ chức bầu cử. Điều 131 của Hiến pháp Iran quy định, một hội đồng gồm Phó Tổng thống thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội và người đứng đầu cơ quan tư pháp có nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống mới. Hiến pháp Iran giới hạn một tổng thống có thể giữ chức trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm. Vị trí thủ tướng không tồn tại ở Iran và tổng thống được hỗ trợ bởi một số phó tổng thống chịu trách nhiệm bổ nhiệm và chỉ đạo nội các. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ari Bagheri Kani cũng được bổ nhiệm giữ chức Ngoại trưởng tạm quyền sau khi Ngoại trưởng Hossein Amir Abdelhalian qua đời. Theo tờ Guardian, đây là báo cáo từ nhóm cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy các mảnh vỡ từ chiếc trực thăng bị rơi trong lúc chờ Tổng thống Iran Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian. Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Kadi Uraloglu cho hay, khi biết tin về vụ tai nạn, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm tra tín hiệu từ bộ phát tín hiệu của trực thăng vốn truyền đi thông tin về độ cao và vị trí của máy bay. Ông Uraloglu nói, nhưng thật không may, chúng tôi nghĩ rất có thể hệ thống tiếp sóng đã bị tắt hoặc trực thăng không có hệ thống này. Có thông tin cho rằng chính phủ Iran đã được giới chức nước này hối thúc nên mua hai trực thăng của Nga để chuyên chở các nhà lãnh đạo do lo ngại về mức độ an toàn của phi đội trực thăng cũ kỹ bởi chiếc trực thăng gặp nạn là Bell 212 do Mỹ sản xuất từ những năm 1960 và có sức chở 15 người cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến Tehran gặp khó khăn trong việc mua phụ tùng thay thế cho phi đội trực thăng. Và đây có thể là nguyên nhân khiến chiếc trực thăng chờ Tổng thống Raisi gặp sự cố và bị rơi. Trong khi đó, một nhóm điều tra cũng đã đến địa điểm xảy ra tai nạn ở tỉnh Đông Azerbaijan và sẽ xác minh liệu trước khi trực thăng cất cánh, tình hình thời tiết có được kiểm tra hay không. Do hai chiếc trực thăng còn lại trong nhóm tháp tùng, Tổng thống Raisi đã hoàn thành hành trình trở về an toàn. Chiếc trực thăng bị rơi vào sáng ngày 19 tháng 5 trong sương mù dày đặc ở vùng núi xa xôi phía bắc Iran đã gây cản trở cho những nỗ lực cứu hộ. Thi thể của các nạn nhân chỉ được máy bay không người lái UAV giám sát của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện sau khi sương mù tan và mặt trời mọc vào sáng ngày 20 tháng 5. Truyền thông Iran xác nhận chiếc trực thăng đã đâm vào núi và vỡ vụn sau cú va chạm dẫn tới không còn dấu hiệu của sự sống tại hiện trường. Vụ tai nạn xảy ra khi Tổng thống Raisi và đoàn Tháp Tùng đang trên đường trở về sau buổi lễ cánh thành một đập nước mới được xây dựng ở khu vực biên giới với Azerbaijan. Hậu quả là 9 người đã thiệt mạng. Iran tuyên bố 5 ngày quốc tang sau cái chết của Tổng thống Raisi. Trong khi đó, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran là Mohammad Mokber giữ chức quyền Tổng thống Iran. Ông Mokber sẽ đảm nhận vai trò này với thời hạn tối đa là 50 ngày cho tới cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, được tin Tổng thống Iran Ibrahim Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian và một số quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ngày 19 tháng 5. Ngày 20 tháng 5, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới quyền tổng thống Iran Mohammad Mober. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, người vừa tuyên thệ nhậm chức sáng ngày 20 tháng 5, cũng gửi điện chia buồn tới chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakr Qalibas. Cùng ngày, Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới quyền ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani. Tổng thống Iran Raisi cùng ngoại trưởng và một số quan chức trung ương địa phương nước này thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở họ rơi chiều ngày 19 tháng 5. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến việc tiếp cận địa điểm trực thăng rơi để cứu hộ trở nên khó khăn. Đến rạng sáng ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, các nhóm cứu hộ đầu tiên đã đến được hiện trường và tìm thấy xác trực thăng trên mặt đất. Truyền thông nhà nước Iran sau đó chính thức xác nhận tất cả người trên trực thăng đều tử nạn. Lãnh đạo tối cao Iran Ari Khamenei tuyên bố quốc tăng 5 ngày. Đồng thời, chấp thuận cho Phó Tổng thống thứ nhất Iran, Mohammad Mobar, trở thành người đứng đầu tạm thời cơ quan hành pháp. Ông Mobar cũng có nghĩa vụ cùng với những người đứng đầu cơ quan lập pháp và tư pháp chuẩn bị cuộc bầu cử chọn ra một tổng thống mới. Theo quy định hiện hành, trong thời hạn tối đa 50 ngày phải có một cuộc tổng tuyển cử. Cố tổng thống Iran Raisi sinh năm 1960, có nhiều năm làm trong ngành tư pháp Iran. Ông trúng cử năm 2021, trở thành tổng thống thứ 8 của Iran và được cho là người có khả năng trở thành lãnh đạo tối cao tiếp theo của đất nước